Welcome to Andy Chris Show. 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 Andy Chris xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Trong chương trình Tài năng trẻ Talk Show của VBS ngày hôm nay, rất là vui, rất hân hạnh để gửi đến tất cả quý vị một tài năng trẻ rất xinh xắn, duyên dáng và thật là talent. Xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị bạn trẻ nữ ca sĩ Linda Châu. Xin chào Linda Châu. Linda xin kính chào quý vị và các bạn của truyền đài hình VBS Andy Chris Show. Chào anh Chris. Vâng, chào em. Khi nói đến Linda Châu, Andy Chris xin một second để giới thiệu, đó là Tiffany World Top Idol vào năm 2006. Đó là một cái giải thưởng, phải nói là mình có thể tưởng tượng đó là một cái giải thưởng rất là lớn cho cả một cái cộng đồng Việt Nam ở tại xứ ngoài, đó là tại Taiwan. Em có thể giới thiệu về cái cuộc mà em tranh tài về cái Tiffany World Top Idol cho tất cả các bạn trẻ ở khắp mọi nơi biết cái cuộc thi đó như thế nào? Thì cái đó là lâu lắm rồi, quên sâu không? Thì mà em có get excited đi, tức là em có vui cũng như là em có khi mà em đạt được gọi là cái giải thưởng idol đó, thì em nghĩ như thế nào, cái cảm tưởng em như thế nào? Yeah, thì lúc đó thì rất là cảm. I was so sick. Oh, yeah. Really? Yeah, đang thi nên bị bệnh. And so like không biết thắng được hay không. But lúc bên lot thì thi bên cả Timmy, all of America. And then em cũng trúng giải nhất. And then đi Đài Loan với cả thế giới. And it's like and I won World Top Idol at that time. But I only used one song. Oh really? Yes. Okay. So what kind of song? Đó là bài hát nào? Bài hát của Whitney Houston. Whitney Houston. Wow. I Will Always Love You. Oh really? Yes. Wow. Các bạn trẻ cũng biết là cái bài mà của Whitney Houston á, đó là một cái người ca sĩ và nó là rất là famous trên thế giới và cô cũng vừa qua đời. Và cái loại nhạc đó thì không phải là người nào cũng hát được. Phải nói là đòi hỏi một cái sức, phải nói là điêu luyện trong đó và cũng như là cái giọng hát phải thật là khỏe. Mà khi nói đến em thì em biết là tất cả các bạn trẻ khắp, nhất là 50 triệu anh xứ Mỹ, khi nào mà em đến một nơi nào nó đều sống động, đi đều vui, đúng không? Và đặc biệt của em là em có thể hát được nhiều ngôn ngữ, thí dụ như ngay cả tiếng Trung Hoa, đúng không? Em có hát một vài cái medley với lại Justin Nguyễn phải không? Đến bây giờ chưa có hát với Justin Nguyễn. Chưa. Oh, vậy. I usually sing with Andy Quách. Andy Quách. Yeah, okay. Thì thường là hát song ca với Andy Quách. Vâng. Em hát chung với lại Andy Quách, đúng rồi, chắc có lẽ là anh nhớ không có chính xác là đó là một cái lần em trình diễn ở Washington DC, đúng không? Em hát với lại Andy Quách. Yeah, và lần này thì em sẽ hát với Justin Nguyễn. Yeah, thì lần đầu tiên. Vâng, lần đầu tiên. Thì cái show này nó như thế nào? Nó cái show này là ngày 13 tháng 5. 13 tháng 5. Yes, and it's Mother's Day. So yeah, okay. Cái ngày đặc biệt, ngày Mother's đặc biệt. Day. Right. Thì nếu mà, you know, your mothers like to watch shows, right. Thì, you know, just bring your mom. Yes. Hey, I'm bringing my mom. Sure, yeah. Yeah, tại vì, you know, thường đi show, right. Thì không có, má không đi được. Right. And then so, ngày này là lần đầu tiên má right. Coi được show. Oh, đây là lần đầu tiên em mời mẹ em đi. Yeah. Cho anh hỏi thêm là cái chủ đề ngày Mother's Day, tức là chủ đề về mẹ. Thì trong cái chương trình đó anh biết giọng hát của em lại rất là sôi nổi, thì em sẽ hát bài gì để tặng mẹ? Thì em hát bài Truyền Tình Yêu. Truyền Tình Yêu. Tại vì má thích cái bài đó. Vậy hả? Yeah. Nhưng mà anh biết em có hát cái bài mẹ đúng không? Tại sao không anh chọn cái bài mẹ? Yêu. Tại vì ngày đó em hát mỗi ngày cho mẹ em nghe rồi. Yes. But also because ngày đó là, you know, the night life. That's right. The theme of the night. Okay. And so it's tất cả là người trẻ đi coi. Right. Thì nếu mà hát cái bài đó thì it doesn't match cái chương trình. Nó không thích hợp vào cái chủ đề. Yeah. Right. Yeah. Right. Mà cho anh hỏi là khi nào đó, anh thấy em có ra một vài cái CD, đúng không? Yeah. Bây giờ anh nói về cái CD thì trong cái CD này đại khái như là nó có cái bài Besame Mucho. Yeah. Okay, đó là cái bài tình yêu. Và kỳ tới này em sẽ hát cho đó là bài Chuyện Tình Yêu. Yeah, Chuyện Tình Yêu.
đó là những cái bài nhạc mà em biết đó là nhạc của Tây Phương, nhạc cổ điển Tây Phương, nhạc Spanish, nhạc đúng không? Đó là cái đường lối hay là em thích một cái loại nhạc trẻ thôi, hay là đó là cái trend của em đi như vậy? Thì em nhạc gì cũng thích. Nhạc gì em cũng thích. I just like all kinds of music. Thì em Besame Mucho. Thì lần đầu tiên em hát em nghe Andrea Bocelli. Yeah, Bocelli. Cái version của him. Right. Tại vì cái bài này lâu lắm rồi. Right. But when he sang it, right. I fell in love with the song. Oh, okay. Oh, you fell in love with that song. With that song and his version. Okay. Yeah, thì lúc after that thì em đi show nào cũng hát Besame Mucho. Mình hát tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha. Yeah. Khi nào thì em bắt đầu em học tiếng Tây Ban Nha? Hay là em chỉ nghe nhạc xong rồi em imitate, tức là em... Thì hồi xưa trường học em cũng học một năm Spanish, so I know a little bit, un poquito. Un poquito. Tất cả các mọi người thấy Linda Jo nói được nhiều ngôn ngữ và học rất là lẹ. Chỉ có một năm thôi là có thể hát được một cái bài Besame Mucho, mà chính ngay cả Andy Chris là mình biết là mình nghe cái bài đó rất là nhiều, nhất là cái ca sĩ phải nói là số một của thế giới, đúng không? Thì anh là người Ý nhưng mà anh hát nhạc opera và anh hát cái bài đó rất là phải nói là tình tứ lãng mạn. Thì anh nghĩ là cái giọng hát của em cũng nó phải lãng mạn tình tứ như vậy đúng không? Có bao giờ người nào gọi điện thoại và khen em hát cái bài đó gọi là lovely không? Beautiful. Yes. Rất là hay tuyệt yes. vời bài hát. Yeah. Chắc chắn là con số rất là nhiều đúng không? Yeah, nhiều người thích cái bài đó and thích Linda hát cái bài đó. That's why I put it in the CD. Yeah. Okay. Yeah, tại vì nhiều người yêu cầu and like, oh, tại sao CD không có? Right. Thì right. Ra cái CD này có cái bài đó. Okay. And cái CD này là đặc biệt lắm tại vì Linda lần đầu tiên hát bốn thứ tiếng. Bốn thứ tiếng. Dạ, yeah, thì tiếng Hoa. Tiếng Hoa. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Anh. Tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Tây Ban Nha. Yeah. Cho nói em sinh trưởng ở bên này đúng không? Dạ. Yeah. Và em nói tiếng Việt. Thì khi nào mà em bắt đầu em đi vào cái phải nói là con đường mà ca hát nhất là nhạc Việt Nam. Thì lúc đó em có nói được tiếng Việt không? Hay là khi mà em đi hát rồi bắt đầu em mới learn how to speak, tức là em học nói tiếng Việt. Dạ, lúc em bắt đầu hát với Vân Sơn mới bắt đầu học tiếng Việt. Anh Vân Sơn chỉ cho em hát hay là không em phải thầy? Thì ở nhà thì má là một người Việt. Vậy. Mà hồi xưa ở nhà chỉ có nói tiếng Hoa tại vì bố là người Đài Loan. Người Đài Loan. Yes, but then lúc bắt đầu hát cho Vân Sơn thì má nói ok. You have to learn Vietnamese. Okay. So look, bây giờ má bắt đầu like nói tiếng Việt ở nhà, right. And then ở ngoài với bạn cũng nói tiếng Việt. Right. I have to practice it, okay. But I'm still okay. Sorry. Bây giờ cho nói lắm là tại vì em sinh trưởng ở bên này, em đi học ở bên này, và cái ngôn ngữ đó là cái tiếng Việt Nam nó không có được thông dụng, tại vì hàng ngày đó là em dùng English đúng không? Xong rồi em về nhà đó thì ít khi em gần gũi với lại ba mẹ, tại vì nếu em gần bố đó thì em nói tiếng Taiwanese, em gần mẹ thì em nói tiếng Việt mà ít thôi. Em ra đường em tiếp xúc lại người bản xứ thì em dùng tiếng Anh như là bạn của em. Thì khi mà em hát vào những cái bản nhạc Mỹ, nhạc Anh, thí dụ như cái bài Mỹ Whitney Houston đó thì em có cái feeling nhiều hơn, cái cảm giác nhiều hơn. Rồi khi mà em hát nhạc Việt em có feeling không hay là em chỉ hát? Yeah, có feeling. Yes. Em có hiểu được cái bài nhạc không? Yeah, có phải hiểu. Before I sing the song, before I learn the song, trước khi học cái bài đó thì em phải thuộc cái lời. Yeah, and then also I have to thuộc cái meaning. Yeah. Oh, okay. Khi mà em học cái bài như vậy đó thì em có thấy là nó khó đối với em không? Hay là em rất là thích thú? Thì rất là khó. Rất là khó. Yeah. Nhưng mà em vẫn thích. Vẫn thích. Và em thành công. Yeah. Rất là tốt. Chúng tôi sẽ trở lại phần sau để tiếp chuyện nhiều thêm về kinh nghiệm của Linda Châu. Và xin mời tất cả quý vị hãy giữ làn sóng của hệ thống truyền hình VBS. Xin cảm ơn. Welcome to Andy Quiz Show.